Spider-Man, 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 Spider-Man. Woo, nhà đẹp quá. Sai. Bao giờ có tiền mua được nhỉ? Ây da. Ủa. Ô tô. Ôi. Ồ. Gì đấy? Cái gì đấy? Ê, ơi, không được, không được, không được. Cái tôi có người yêu rồi. Kệ người yêu anh. Không, tôi không thể làm điều có lỗi với cả người yêu tôi. Mà em thích anh mà. Không, tôi bảo tôi có người yêu rồi mẹ. Cô nhìn xem, đẹp như thế kia, em giàu thế này anh không thích á. Tôi không cần giàu, tôi còn người yêu thương tôi. Mà em... Đi ra đi. Cô đã bảo tôi không thích rồi. Nhưng mà em thích anh mà. Cô thích tôi việc của cô chứ. Không, không được. Không, mặc dù cô giàu thật, cô nhiều xe, cô nhà, nhưng mà tôi không thích. Không, cô đi ra đi. Cô giàu thật đấy nhưng tôi không thích. Tôi có người yêu rồi. Có đứa nó cứ tán anh ấy. Lên anh đi đường có đứa tán anh. Hả? Cô ta. Đúng rồi em. Chính cô ta đấy. Cô đi ra đi. Cô thấy người yêu tôi à? Kệ cô ta đi. Sao cô ta lại như thế với anh? Không, anh không có gì với cô ta. Không, cô đi ra. Tôi có người yêu rồi. Cô đi ra khỏi nhà tôi. Này, anh kệ cô ta đi. Anh làm thế nào thì làm nhá, em không thích thế này đâu. Cô đi ra ngoài. Đi ra ngoài đi. Đây nhà tôi không thích cô. Cô có tiền thật nhưng mà tôi có người yêu rồi. Người yêu tôi rất yêu tôi. Cô đi ra đi. Tôi không thích cô. Cô đi. Mà em thích anh mà. Tôi không thích cô. Đi đi. Đi đi. Đi em. Anh ngồi đi. Đấy, em thấy chưa? Anh chỉ yêu mình em thôi. Em biết anh trung thủy rồi. Đây là yêu mình em thôi nha. Nhớ nha. Chắc chắn luôn. Để em đi mua nước cho anh nhá. Ok. Đây em một tí. Ok, ôi, này người yêu mình xinh đấy. Bàn bẩn thế này. Cô là ai? Cô đi ra. Sao cô vào nhà của tôi? Bố liền sẽ tìm cách thôi. Oh no. Cô đi ra khỏi nhà tôi đi. Cô chính ra. Em Spider-Man. Sao lại nói với em chứ? Em bình tĩnh, mọi chuyện không như em nghĩ đâu. Anh bảo với em như nào cơ mà? Cô ta, do cô ta thôi. Anh đang dọn bàn thì cô ta đến rồi mà. Em không nghe gì hết. Thật mà. Anh nhớ bọn em đấy nhá. Em Spider-Man. Cô đi ra, cô thấy chưa? Vì cô và gia đình tôi như thế đấy. Cô cảm thấy hạnh phúc chưa? Cô đi đi. Em ơi. Spider-Man, Spider-Man, Spider-Man.
Spider-Man, Spider-Man. Thời tiết đẹp quá. Ôi, tôi. Tôi không quý đâu. Ôi đâu. Anh đẹp trai thật đấy. Ôi no. Không, cô mà như thế. Cái gì đấy? Ôi không. Không. Không, tôi không thích đâu. Không được. Không được. Sao? Không. Ôi đâu. Ô, chim to to thế. Còn nước quá nè. Còn nước này, đi thôi. Hay xem. Gì nữa anh? Cho anh một cốc nước toàn chân tình của em. Ok anh. Con gái đâu mà người ta có nước lạnh lùng thế. Nope. Đẹp thế. Đây rồi, trời đẹp rồi. Gái gái gái. Xin. Nhìn à. Chào Sam. Hello Spider-Man. Lại gặp anh ở đây rồi. Không, em ơi. Anh không thích điều đấy đâu. Trời ơi. Không. Đã bảo không thích rồi. Đi đi. Không thích. Nào. Khoan. Nó không thích từ đầu rồi mà. Không đâu. Không được. Ôi chào nhá. Không thích. Không. One, two, three. Lại nào đã. One, two, three. Lêu lêu. Nào, tiếp vào em. One, two, three. Tiếp đây, đến đây. Ê, đưa. Tiếp nào. One, two, three. Nope. Nope. Em. Ôi ôi. Bình tĩnh làm gì đây? Anh bảo bình tĩnh nhá. Nhắm mắt lại. Ôi. Đuổi theo anh ơi. Come on. Đây là. Bye-bye nha.
thì mong là cô ấy không thấy. Yes. Cô là ai từ đâu ra đấy? I love you Spider-Man. Wow. Trái thế. Ê, không được đâu. Tôi có người yêu rồi, cô đừng làm như thế. No. Ê à. Đợi em một tí nhé. Hả? Hey. Sao lại vào đây? Hả? Cho em nhá. Hey, không được đâu. Không, cho em đi mà. Không được, tôi vừa mới được xong. Đi. Tôi mới đi nhận giải rồi sao? Cô đi ra khỏi xe tôi đi. Hả? Ê. Hey, không được đâu. Đúng rồi của em. Cô đi ra khỏi xe tôi đi. Không được ngồi trên này đâu. Ấy. Hey, Spider-Man. Hey. Hey. Cô đi ra đây. Thích cô đâu, tôi có người yêu rồi. Đừng làm như vậy. Hey, cô đi. Hey, đi. Đừng nghe nơi rồi. Không, không.
Về nhà đi. Cô đứng dậy đi, nằm đây làm gì? Spider-Man, I love you, Spider-Man. Ấy. Nhìn em ngon như nén mà. Không, tôi không thích. Tôi bảo tôi có người yêu rồi. Đừng làm như vậy nữa. Đi về nhà đi. Spider-Man. Cô bị làm sao đây? Có hiểu tiếng người không? Không, em muốn đi theo anh cơ mà. Cô đừng làm như thế, tôi có người yêu rồi. Không được không, đâu. Yêu hai người có sao đâu. Không được đâu. Được. Về nhà đi. Đi đi, nhanh. Hey. Hey. Em đi nữa. Đi về nhà đi, tôi không thích cô. Come here. Hey. Chết rồi em. Hả? Hey. Hôm nay để em có xinh không? Em đi tắm đã nhá. Ôi. Cô định làm gì vậy? Đừng làm như vậy. Không được đâu. Spider-Man, I love you. Ê. Cô thật là yêu.
anh không biết gì cả. Đây là người yêu của tôi mà. Dạ. Cô thật, nhìn ra anh là người yêu tôi mà. Chuyện này là sao? Anh không biết, anh không biết gì cả. Đừng. Anh em bình tĩnh đã. Cô ta đi rồi. Chúng mình làm người yêu của nhau đi. Cô không được đâu. Không có gì đâu. Khoan, anh bình tĩnh đã. Anh bình tĩnh đã. Tu. Cuối cùng gặp được rồi. Yêu tôi là yêu bây giờ mệt khóa luôn. Spider-Man Ây da. Hello, Spider-Man.
định làm gì tôi? Lâu. Cô định làm gì? Cô đuổi theo tôi từ nãy giờ chưa được à? Hả? No, no, no. No. No, I'm no love you. Spider-Man. Hey, đừng đi mà. Chạy sao tôi ra? Đừng, đừng lại gần đây. Không. No. Cô ở đâu ra vậy? Spider-Man. Tôi cắt đuôi được cô rồi cơ mà. Spider-Man, I love you. No. No. No, I'm no love you. Đừng đi mà. Cô tránh xa tôi ra. Không, tôi không yêu cô đâu. Hey, tôi không cố ý. Tôi xin lỗi, cô có sao không? Chuyện gì thì cứ từ từ nói sau nhá.